Okay. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Long rất vui khi mà có cơ hội đến đây cùng chia sẻ hai món ăn mà kết hợp với lại nhãn hàng Tupperware. Thì đây là một trong những món ăn mà cực kỳ đơn giản mà nó có hai cái mà Long muốn hướng tới và chia sẻ cho chúng ta. Đó, thứ nhất là cái món mà macaroni với lại cheese. Thì đây là một trong những cái món mà cực kỳ đơn giản, chúng ta có thể làm trong gia đình chỉ với vài bước rất là nhỏ thôi, nhưng mà đó là một trong những món ăn mà chúng ta, đặc biệt là các bà mẹ, có thể lấy lòng những đứa con của mình rất là dễ dàng. Tại vì phô mai với lại cheese và sữa là một trong những cái mà có thể là thu hút trẻ em được rất là nhiều. Còn cái thứ hai đó là cái món Long muốn chia sẻ nữa, là đó chính là món cá chưng. Thì một trong những cái điều mà chúng ta hay gặp phải khi mà chế biến ở trong gia đình của mình đó là chúng ta mua con cá về và chúng ta xài nó rất là, ví dụ như gia đình chỉ có hai vợ chồng với là một đứa con, mà chúng ta mua một con cá mà cá chẽm mà chúng ta mua nhỏ quá thì nó sẽ không ngon và nó không có nhiều thịt, mà chúng ta mua to quá thì chúng ta sẽ không ăn đủ hết. Thì ở đây thì Long đã chọn một cái con cá chẽm là 1,6 kg. Thì ở đây cá chẽm chúng ta đã chia ra thành 3 phần và chúng ta sẽ sử dụng cái hộp này để mà có thể là, nếu mà ngày hôm nay chúng ta làm chỉ gói gọn dành cho một người hoặc là hai người ăn thì chúng ta có thể là sử dụng 1/3 hoặc là 2/3. Còn nếu như mà chúng ta có thể bỏ cái này để vào trong tủ lạnh và trữ đông, rồi khi nào mà cần thiết thì chúng ta xả ra để cho những cái lần nấu tiếp theo. Thì món cá chẽm này là ông sẽ chế biến với lại một cái sốt tương, một cái sốt tương đậu, ăn kèm với lại các loại rau củ quả như là các loại hớp ở đây, ngò rí, hành lá, và để khử đi cái mùi tanh của nó. Thì trong lúc sơ chế thì Long cũng đã khử qua với một ít gừng và cũng như là rượu trắng. Thì đầu tiên thì ở đây chúng ta có hai món, nhưng mà Long sẽ bắt đầu sơ chế cái món đầu tiên, đó chính là món cá. Thì có những cái thành phần cơ bản mà chúng ta sẽ chuẩn bị trước như sau, là đây là hành tím thì chúng ta sẽ cắt lát. Chúng ta sẽ cắt lát mỏng ra. Và với một con cá ký 6 này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng khoảng 3 củ hành tím là vừa. Và tương tự đối với tỏi thì chúng ta cũng sử dụng 3 tép tỏi. Ở đây 3 tép tỏi đã được lọc sẵn. Chúng ta cũng sẽ cắt lát ra. Gừng có thể nói là một trong những thành phần không thể thiếu khi mà chúng ta chế biến những cái thực phẩm về hải sản hoặc là cá. Bản thân của hải sản đó là tính hàn, cho nên cái chúng ta sẽ kết hợp với lại gừng để trong cái quá trình chế biến và chúng ta ăn nó sẽ cân đối lại. Gừng này thì chúng ta sẽ cắt lát mỏng và sau đó chúng ta thái chỉ nhỏ. Ở cái gừng này chúng ta sẽ có hai phần, một phần là mình sẽ cho vào trong cái bụng của con cá để trong cái lúc mà chúng ta chưng á, thì nó sẽ thơm từ bên trong ra luôn. Và một phần nữa thì là trong cái quá trình chúng ta xào cái phần sốt, mình sẽ bỏ vào thêm. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng hành lá. Ở đây hành lá cái phần đầu thì mình sẽ cho một lát nữa, mình sẽ cho nó vào bên trong cái bụng của con cá. Còn đối với vậy cái phần cọng thì mình sẽ lót ở bên dưới. Cái việc lót ở bên dưới một phần là nó sẽ giúp cho cái trong cái quá trình mà chúng ta làm, có thể là đôi khi là chúng ta sơ ý, chúng ta quên đảo nó đi thì có thể nó sẽ bị xích vào nồi. Thì cái hành lá này nó sẽ giúp cho cái phần tiếp xúc giữa cái mặt da với là cái nồi nó sẽ không bị dính. Tiếp theo là một ít ngò rí. Và để tăng thêm cái đầu cay nhẹ thì chúng ta sử dụng một trái ớt hiểm. Thì cái phần ớt này chúng ta sẽ, một lát nữa chúng ta sẽ làm cho cái phần sốt. Và món cá chẽm này thì chúng ta sẽ chưng với lại sốt tương đậu. Tuy nhiên là để kèm thêm, thứ nhất là về cái cho chúng ta đỡ bị ngán khi ăn chỉ hoàn toàn cá, thì chúng ta sẽ bỏ thêm một ít nấm, và đặc biệt là nấm nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài cái protein mang tới từ cá thì chúng ta sẽ có thêm được cái chất xơ, những cái chất bổ dưỡng từ bên trong cái phần nấm. Ở đây Long sử dụng hai loại nấm linh chi, một loại là linh chi trắng và một loại là linh chi nâu. Và ngoài ra thì Long cũng có sử dụng thêm đó chính là nấm kim châm. Ở đây là chúng ta có tất cả là 3 loại nấm. Như cá chẽm là các bạn có thể thấy là ở đây là Long đã sơ chế sạch và cũng như là khử mùi tanh nó qua rượu với lại gừng. Và cái phần cá này sau khi rửa sạch thì Long cũng đã ướp sơ với lại một ít gia vị, cho nên là một lát nữa chúng ta sẽ bỏ chế biến trực tiếp vào bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua cái phần làm sốt. Thì cái phần cá một lát nữa chúng ta sẽ chưng nó vào trong một cái nồi. Thì Long sẽ sử dụng cái nồi để làm sốt luôn. Sau khi chúng ta làm sốt xong thì việc tiếp theo chúng ta chỉ việc bỏ cái phần cá vào và chúng ta đun trong lửa nhỏ. Trong cái quá trình mà chúng ta chờ cái phần cá chín thì mình sẽ làm cái món tiếp theo, đó là cái món nuôi. Đầu tiên thì chúng ta cho vào đây một ít dầu ăn. Khi mà dầu đã bắt đầu nóng rồi thì mình sẽ cho tiếp theo là cái phần tỏi và hành tím vào. Chúng ta sẽ đảo đều tay. Ở đây thì chúng ta đang trước mắt các bạn chúng ta thấy là hai cái sản phẩm Long sử dụng trong ngày hôm nay, đó là một cái chảo. Thì đây là một loại chảo mà ba đáy, một trong những loại chảo mà cá nhân của Long khi mà những người mà làm trong cái bếp nhà hàng khách sạn, Long cực kỳ thích những cái dòng chảo này. Có thể là mình đối với gia đình chúng ta thì thường là không quen ở một cái chỗ là rất thích cầm cái chảo nhẹ, và đối với những đầu bếp đây là một trong những cái chảo mà chúng ta nó rất là tốt cho cái việc mà tiếp xúc với lại cái mặt lửa. Ví dụ như khi chúng ta làm những cái steak trong nhà hàng, chúng ta thường làm cái steak thì việc cái chảo này và một cái chảo gan nó giúp cho cái bề mặt của cái lửa nó đều hơn, khác so với lại khi mà chúng ta sử dụng một cái chảo không dính mà thông thường mà chúng ta mua trong siêu thị. Thì cái điều mà chúng ta hay gặp phải trong cái quá trình sử dụng hoặc sau 1-2 tháng đó chính là cái chảo sẽ bị phồng lên, và thường các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta chiên những cái ví dụ như một miếng steak hoặc là những miếng cá chẳng hạn thì nó sẽ có chỗ là nó bàn nhiều hơn, hoặc là cái chỗ kia bị hỏng lên, cho nên là sẽ tiếp xúc được với lại cái mặt hết tất cả cái mặt lửa. Và đặc biệt là với một người bếp, khi mà bây giờ luôn hướng tới một cái điều là về sức khỏe, thì cá nhân của Long rất là đánh giá cao về cái mặt chất lượng của cái loại chảo như loại chảo này. Tại vì sử dụng cái loại kia loại nhôm 18/10 thì nó sẽ không có bị cái một trong những cái mà chúng ta thường hay gặp nhất đó là cái việc mà nó bị ra ten. Như chúng ta hay nói là nó bị ra ten thì những cái đó khi mà nó vào trong thực phẩm nó sẽ gây ảnh hưởng, và có thể là ảnh hưởng tới sức khỏe. Cho nên là Long rất là thích với lại cái điểm này của bên dưới sản phẩm của hai loại chảo đây. Sau khi mà cái phần hành tím và tỏi nó đã thơm rồi thì mình sẽ cho cái phần gừng vào đảo nhẹ. Lúc này người ta có thể thấy được là trong cái phòng của mình cái mùi thơm nó đã dậy lên rất là nhiều. Khi cái phần gừng nó đã thơm và cũng như là cái phần hành tỏi của chúng ta nó hơi vàng thì mình có thể cho cái phần sốt tương đậu đen này vào. Thì cơ bản cái phần sốt tương đậu đen này khi mà chúng ta mua ở ngoài á, cái vị của nó rất là đậm đặc, cho nên bắt buộc về chúng ta sẽ phải pha nó lại. Sau khi cho cái sốt tương đậu đen này vào thì mình sẽ pha với lại một ít nước. Gia vị nêm nếm vào đây thì chúng ta sẽ cho một ít đường, một ít nước mắm. và một ít tiêu. Để dậy thêm cái mùi thơm cho cái món ăn này thì Long kết hợp với lại một ít bột cà ri. Và chúng ta sẽ quậy đều lên và chúng ta sẽ nấu cho nó hơi sánh nhẹ lại. Sau đó thì mình sẽ nêm nếm cái gia vị cho nó vừa ăn. Khi mà nó đã vừa ăn rồi thì lúc đó mình sẽ cho từ từ cái phần cá vào. Lúc này thì cái phần sốt cá của chúng ta cũng đã vừa ăn rồi. Thì ở đây thì Long sẽ cho một ít gừng cắt lát vào trong cái phần bụng của cá. Mình sẽ đặt cái phần cá vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cho nó sang cái chế độ là riu. Cái phần nấm thì bây giờ mình sẽ không bỏ vào, tại vì cái quá trình để cho cái phần cá này nó chín nó khoảng 16 đến 18 phút ở trong lửa nhỏ. Thì nếu mà chúng ta cho nấm vào quá sớm thì một lát nữa thì phần nấm của chúng ta nó sẽ bị mềm. Tuy nhiên là đối với lại cái nấm kim châm thì chúng ta có thể bỏ trước, vì cái nấm này kìa nó có thể ăn khi chín nó sẽ rất là dai, và cũng trong cái quá trình mà chúng ta nấu như thế này nó sẽ ra được cái độ ngọt đã thấm vào trong cái phần cá. Lúc này cái phần hành chúng ta cũng sẽ rắc vào đây để phủ lên trên phần cá. Và mình sẽ đậy nắp lại cho cái nắp nồi. Mình đậy nắp lại. Bây giờ trong cái quá trình mà chờ đợi cho cái phần cá của chúng ta chín thì Long sẽ quay qua chúng ta chuẩn bị cái phần tiếp theo của cái món nuôi với lại sốt phô mai. Rất là đơn, ta sẽ cho đầu tiên một ít nước vào đây. Chúng ta có thể một ít nước. Tiếp theo mình sẽ bỏ sữa vào. Nó tương tự với lại cái cách mà chúng ta luộc nuôi thôi các bạn. Nhưng mà ở đây là thay vì là thông thường thì chúng ta luộc nuôi là như là bằng nước, thì cái này thì chúng ta sẽ sử dụng là cái phần sữa nhiều hơn cái phần nước. Sau đó mình sẽ cho vào đây một ít bơ. Chúng ta sử dụng một ít bơ vào đây và nêm một ít muối vào. Sau đó thì chúng ta sẽ nấu cho cái phần hỗn hợp này nó sôi lên, cho cái phần bơ cũng như là muối và nước nó hòa tan vào nhau. thì khi đó mình sẽ cho cái hỗn hợp nuôi vào. Thì có rất là nhiều cái dòng nuôi mà chúng ta có thể sử dụng cho món ăn này. Ở đây thì Long, và nó có một cái hạn và cũng như là cái thời gian nó để thể hiện rõ trên bao bì, đối với từng thành phần là trong bao nhiêu phút chúng ta luộc, và bao nhiêu. Như đối với lại cái phần nuôi này thì chúng ta sẽ luộc từ 6 cho tới 8 phút là nó sẽ chín. Với cái món nuôi này thì chúng ta có thể thực hiện cái thời gian chúng ta luộc cái nuôi là từ 6 cho tới 8 phút, và thời gian mà chúng ta chuẩn bị những cái thành phần. Ví dụ như ở đây Long có chuẩn bị là phô mai cheddar, cái phần cheese mascarpone. Nếu mà chúng ta không khó tìm cái mascarpone thì chúng ta vẫn có thể là mua cái phần cream cheese. Tại vì cream cheese bây giờ nó cũng rất là thông dụng và chúng ta có thể mua một cách rất là dễ dàng. Và cái thành phần nãy giờ mà chúng ta cho vào đây là nó gồm có nước, sữa, một ít bơ lạc thôi và một ít muối tiêu. Đối với cái món ăn này thì thông thường là vẫn kèm theo một chút mù tạt Pháp, mù tạt vàng. Tuy nhiên ở đây là cái món ăn mà Long hướng tới dành cho trẻ em thì chúng ta sẽ loại bỏ cái phần mù tạt vàng đó đi. Chúng ta sẽ đảo đều trong cái quá trình và cũng như là cái thời gian mà cái phần nuôi này nó đang chín. Về cái đối với tất cả các dòng pasta mà đối với cái việc mà bây giờ thời buổi bây giờ chúng ta cái việc mà chúng ta ăn mì Ý nó không có còn giống như là ngày xưa khi mà nói ăn cái món mì Ý nó hơi bị giống như là cái cảm giác giống như là cao siêu, chúng ta phải vào trong nhà hàng chẳng hạn. Tuy nhiên bây giờ thì cái việc mà mua mì Ý về nhà và làm tại nhà với lại sốt cà thì rất là dễ dàng. Thì cái ăn mà đúng cách đó, thì lúc nào nó cũng có một cái thuật ngữ dành riêng cho để khi mà mình ăn tất cả những cái dòng pasta này, đó là al dente. Và để khi mà chúng ta ăn cái cắn vào bên trong nó vẫn còn một cái tim rất là nhỏ, nó hơi sực sực chút xíu. Nhưng mà đối với cái phong cách ăn của người Việt Nam mình thì mình sẽ phải làm cho nó chín hơn. Tại vì Long đã gặp rất là nhiều trường hợp khi mà mình nấu cho họ ăn với đúng cái độ chín như vậy thì đa số mọi người nói là nó hơi bị sống và yêu cầu là mình có thể nấu chín hơn chút xíu nữa được không. Và khi mà thì Long nghĩ là mỗi gia đình cũng có một cái cách ăn. Có nhiều người thì thích ăn nó sực sực hơn, giống bản thân của Long là một người ăn nó thích nó sực sực hơn. Thì cái việc đó là từ 6 tới 8 phút đó là phụ thuộc vào cái cách ăn của mỗi người. Long còn nói vui là ngày xưa khi mà mình lúc mà còn cái này khoảng 5-7 năm thì lúc đó là đang thời kỳ rất là sung mãn và rất là đam mê đi thi. Bất cứ một cái cuộc thi nào mà về ẩm thực thì Long đều tham gia hết. Nhưng mà có một cái khi mà riêng về cái thi pasta này nó rất là khó. Nó phụ thuộc vào cái người ban giám khảo của mình chấm. Có những ban giám khảo thì họ cập nhật, họ biết được cái độ chính như thế nào. Còn có những người ban giám khảo thì họ vẫn theo một cái trường phái và cái phong cách Việt Nam thì họ nói khi mà mình làm đúng cách thì họ nói là hơi bị cứng quá. Còn khi mà mình làm mềm quá để cho phù hợp cho cái khẩu vị của người Việt Nam thì lại bị nói là làm không đúng cách. Cho nên là thi mà pasta ở Việt Nam là một trong những cái mà cực kỳ khó. Trong quá trình nấu thì chúng ta có thể kiểm tra cái độ chín của cái phần nuôi. Tại vì cái nuôi sau khi nó chín rồi thì mình sẽ lấy ra ngoài và sau đó chúng ta không cho nó gia nhiệt và tiếp xúc với lửa nữa, mà mình sẽ cho phần phô mai vào và chúng ta đảo đều lên để cho, và khi đó là chúng ta có thể sử dụng được. Nên chúng ta sẽ luộc cái phần nuôi này đạt đúng cái độ mềm nhất định mà mong muốn. Trong quá trình mà chúng ta nấu thì chúng ta cũng thỉnh thoảng kiểm tra cái phần cá. Thì với phần cá này thì cứ khoảng 9 phút thì chúng ta sẽ đảo lật mặt nó một lần để cho cái phần gia vị nó được thấm đều hết. Lúc này thì cái phần nuôi của chúng ta nó cũng đã gần chín rồi. Thì Long sẽ chuẩn bị cái phần mà chúng ta sẽ trộn vào. Đây là mascarpone. Và đây là phô mai cheddar mà đã được bào ra sẵn. Trong quá trình nấu thì chúng ta cũng có thể nêm lại sơ. Tuy nhiên là chúng ta không nêm quá đậm các bạn, tại một lát nữa khi mà mình bỏ cái phần phô mai vào thì cơ bản là cái phần phô mai nó cũng đã có bị đậm đà sẵn rồi. Chúng ta tốt nhất là nêm nhẹ nhàng thôi. Và để khi mà chúng ta nêm hết tất cả các hỗn hợp vào rồi thì cuối cùng thì mình sẽ nêm lại một lần nữa để cho ra cái sản phẩm cuối cùng. Lúc này thì cái phần nuôi của chúng ta nó cũng đã đạt được cái độ chín mềm. Long sẽ tắt cái gian bếp của mình đi. Và cho cái phần nuôi này ra bên ngoài. Thì lúc này là mình sẽ lần lượt cho cái hỗn hợp là phô mai bào vào. Mascarpone. Sau đó chúng ta sẽ đảo đều. Thì hiển nhiên là khi mà cái phô mai nó được bỏ vào trong này, khi mà cái hỗn hợp mà nuôi với lại kem sữa đang nóng thì cái phần phô mai của chúng ta nó sẽ tan chảy ra. Và cuối cùng thì mình sẽ nếm lại cái gia vị một lần cuối. Chúng ta sẽ cho một ít tiêu vào. Và đây là cuối cùng là cái thành phẩm của chúng ta. Một cái món mà nuôi sốt phô mai và làm cực kỳ dễ dàng. Cái món này thường thì chúng ta sẽ cho nó vào trong một cái casserole hay là một cái ly sứ. Và sau đó chúng ta cho cái phần phô mai thóp lên trên và cho vào trong lò nướng. Thì lúc đó thì nó có hai cái phần. Một phần là ở dưới là cái sốt kem béo ngậy, ở trên là một cái phần mà phô mai nướng thơm vàng. Tuy nhiên mà để cái cách mà hôm nay Long mang tới đây là một cái món nó dễ dàng hơn và nó phù hợp với gia đình hơn, về tại vì cũng không có nhiều gia đình mà chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn cái lò nướng ở nhà, cho nên đây là cái cách mà làm đơn giản mà chúng ta sẽ không cần phải nướng cái mặt trên. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể là sau khi mà chúng cho vào trong cái dĩa rồi mình rắc phô mai lên trên, nếu mà nhà mình có sử dụng những cái cây súng khè và xài bằng bình ga mini thì đó cũng là một cách để mà chúng ta có thể thay cho cái việc mà phải cho vào trong lò nướng. Lúc này thì chúng ta có thể lật mặt được cái phần cá chẽm. để cho nó thấm đều cả hai mặt. Mình sẽ cho cái phần, lúc này thì sau khi đã lật mặt hết rồi thì mình sẽ cho cái phần nấm linh chi hai màu vào đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục nấu trong khoảng 9 phút nữa là chúng ta có được một cái thành phẩm. Trong cái quá trình mà chúng ta chờ đợi cho cái món cá chín thì mình có thể cho cái hỗn hợp nâu sốt kem này vào trong một cái dĩa. Để cho cái món ăn này nó tăng được thêm cái màu thì chúng ta có thể mua cái loại cheddar mà cái màu cam. Thì khi mà chúng ta làm tan chảy cái phô mai ấy, nó sẽ cho ra cái hỗn hợp này cái màu cam đẹp hơn. Nếu như nhà chúng ta có lò nướng như khi nãy Long có chia sẻ thì chúng ta có thể bỏ vào trong những cái chén nhỏ như thế này, vừa đủ một khẩu phần ăn của trẻ em. Sau đó chúng ta rắc cái phần phô mai bào lên trên, sau đó đẩy cho cái này vào trong lò nướng. Thì trong khoảng, với nhiệt độ 220 độ C mà chúng ta nướng trong khoảng 5 phút thì cái phần phô mai nó sẽ tan chảy ra. Ông chia sẻ thêm về cái việc mà khi mà chúng ta nấu ăn trong cái gian bếp đó các bạn, có một cái mà mình hay gặp phải đó là mình thường là bài hết tất cả đồ ăn ra, sau đó mình nấu nướng và cứ để là để cuối giờ chúng ta dọn một lần. Thì thật ra là chúng ta bị cái đó nó làm ảnh hưởng tới cái quá trình mình làm việc của chúng ta. Bản thân của Long khi mà làm việc trong nhà hàng khách sạn thì luôn tập một cái thói quen là mình làm tới đâu mình dọn dẹp tới đó. Mình cảm giác là nó làm mất cái thời gian của mình dọn tới dọn lui rất là nhiều lần. Nhưng mà khi mà chúng ta dọn dẹp nó gọn gàng ngăn nắp như vậy thì cái việc chế biến của mình nó sẽ gọn gàng dễ dàng hơn. Đôi khi mình bài ra hết rồi một lát nữa đứng nhìn xung quanh có thể là nó làm cho mình hơi bị rối, là nhìn thấy cái này cái kia, có khi là bốc lộn búa xua. Đó là cái mà Long hay gặp phải nhất là trong cái quá trình mà lần khi mà mình mới bắt đầu vào nghề bếp. Ở đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một cái dĩa hạt xoài. Để một lát nữa mình sẽ cho cái phần cá ra. Trong cái thời gian mà chúng ta chờ cái phần cá chín thì mình sẽ lọc một ít. Mình ngồi để một lát nữa mình bỏ lên trên mặt để tăng thêm cái màu sắc cho món ăn này, và cũng như là để chúng ta ăn kèm. Ở đây thì Long chỉ sử dụng là cái rau quế thôi, rau quế và ngò rí. Chúng ta có thể sử dụng thêm hành baro để mà chúng ta cắt sợi ra cũng được, hoặc là ớt sừng chúng ta cắt sợi ra để trang trí lên trên để cho nó có nhiều màu sắc. Này thì những cái phần nấm nó đã bắt đầu chín mà nó tiết ra cái chất ngọt của nó, nó thấm ngược lại vào trong cái phần cá, và ngược lại là cái phần cái chất ngọt và cũng như là cái độ thơm của phần cá nó sẽ thấm ngược lại, cũng như là cái gia vị của phần sốt nó sẽ thấm vào trong cái phần nấm. Một lát nữa khi mà chúng ta ăn cái phần nấm cuối cùng, cái sản phẩm cuối cùng của ta nó rất là đậm đà. Lúc này chúng ta có thể thấy là cái phần nước sốt của chúng ta nó bắt đầu cô đặc lại xuống và nó có một cái độ xanh. Tuy nhiên là cũng là tùy vào cái cách ăn của mọi người. Bản thân của Long thì Long không thích cho bột vào trong phần sốt này để cho nó sánh tự nhiên, nhưng mà đôi khi chúng ta nấu cạn quá thì nó sẽ bị đậm mà nó bị mặn. Cho nên Long thích ăn nó hơi đổ lộn như thế này thôi để chúng ta có thể chan vào cơm ăn. Còn nếu như mà ở trong nhà hàng sạn đôi khi mà với cái số lượng mà làm số lượng lớn quá thì nó phải bỏ cái một chút xíu bột vào để tăng cái độ sánh, cũng như là khi chúng ta chan lên phần cá nó sẽ bám vào phần cá thì nhìn nó bóng mịn, nó đẹp hơn. Lúc này thì cái phần cá của chúng ta nó cũng đã chín hết và nó thấm phần sốt, thì Long sẽ cho cái phần cá này ra dĩa. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy hai phần thôi để bỏ vừa cái dĩa này. Sau đó thì mình sẽ vớt cái phần nấm mà chưng cùng với lại cá. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng một cái vá, một cái hỗn hợp sốt này chan lên trên phần cá. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được hai món mà Long chia sẻ trong ngày hôm nay. Có thể thấy là các bạn có thể thấy là hai món này Long làm trong cái thời gian rất là nhanh, và đặc biệt là rất là ít những cái nguyên liệu mà chúng ta cần phải cho vào, rất dễ dàng thực hiện tại nhà. Long nghĩ là tất cả chị em phụ nữ hay tất cả các bạn mà khi mà xem qua cái livestream video về hướng dẫn nấu ăn này của Long thì chắc chắn mọi người sẽ thấy cái việc mà nấu nướng sẽ càng nó dễ dàng hơn. Ví dụ như một cái món ăn này chúng ta có thể làm chỉ trong gói gọn trong vòng 10 phút thôi, khi mà chúng ta có đầy đủ tất cả gia vị. Và một cái con cá thường rất là khi mà nói mà hầm một cái con cá mà to như thế này thì ở trong gian bếp gia đình của chúng ta mình thường hay nghĩ tới cái việc là thiếu dụng cụ này, thiếu dụng cụ kia và chúng ta rất là ngại nấu. Tuy nhiên là ngày hôm nay Long hướng dẫn chúng ta một cái cách nấu rất là đơn giản, chỉ sử dụng một cái nồi thôi, mình có thể chưng một con cá ra như thế này. Không nhất thiết là chúng ta phải, với con cá dài quá thì chúng ta sẽ phải kiếm một cái nồi thiệt là bự, mình có thể cắt nó ra, sau đó thì lúc mà mình làm nó thành phẩm thì mình có thể là ghép nó lại, nó vẫn ra được cái hình dạng của con cá mà nó dễ dàng làm ở nhà hơn. Tại vì ở nhà mình là không bao giờ mà mình mua một cái nồi mà tới 60 hoặc là 80 bự giống như là mình nấu mâm cổ ở trong nhà hàng khách sạn. Vậy là hy vọng là sẽ nhận được những cái comment mà cũng giống là chia sẻ cũng như là cái những cái phản hồi tích cực của các bạn. Nếu như chúng ta coi qua clip này và chúng ta thực hiện món ăn tại nhà, cũng hy vọng là mọi người sẽ bày tỏ cái sự thích thú đối với lại hai món ăn của ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn Tupperware đã cho tạo điều kiện để Long ngày hôm nay có thể tham gia và chia sẻ những cái món ăn thứ nhất là rất là dễ dàng thực hiện tại gia đình, thứ hai là với những cái nguyên liệu mà chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm, không quá khó khăn. Tại vì tất cả những cái nguyên liệu này thì chúng ta có thể mua cực kỳ dễ dàng ở chợ. Cảm ơn rất nhiều.